Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, hoạt động của Công đoàn Công thương Việt Nam đã bám sát với hoạt động của các công đoàn cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai sâu rộng. Trên cả nước đã có trên 30.000 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi 2.800 tỷ đồng. 140 bằng lao động sáng tạo đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cho các công đoàn viên. Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Công đoàn Công thương Việt Nam phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt trên 70%. Tiếp tục tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giữ vững thương hiệu sản phẩm Việt Nam, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ trong phong trào thi đua để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công thương.